Kính chúc cô chú anh chị làm ăn phát tài, ăn lành phúc ha. Bắt đầu mình vô clip ha, cô chú anh chị mà chia sẻ này, bông giấy ha, mình lên cái bông giấy chưa phép trắng ha, cô chú anh chị bạn. Để cô chú anh chị thích loại bự bự thì liên hệ ha. Giá cả nào thì mình số điện thoại mình thương lượng cho chú anh chị bạn. Số điện thoại thương lượng của anh Phát. Đây một cái bông giấy trắng cam thạch rất là đẹp nè, rất là đẹp ha, xin nhiều bạn. Đây màu trắng ha, cam thạch cái này gốc với Mỹ ha, chú nhiều bạn ghép. Đà nó cũng tròn đều rồi đó. Đây. Đà tròn đều đẹp ha. Đà tròn đều. Dưới một con chiếc Mỹ bự nè. Này gốc với Mỹ bự nữa chứ các bạn. Bự cho bá luôn. Cái gì mình thương lượng ha, cái gì bạc thằng bự thì mình thương lượng. Số điện thoại của anh Phát ha. 0779933229. 0779933229 ha. Giấy bự ha. Rất là đẹp này ha. Để tàn cái tròn đều nè. Đây gốc củ rất là to, cái gì mình liên hệ với anh Phát để mình chọn cây ha. Rồi đây có bông trang. Nhưng mình tách con giấy này ha. Chậm ra cây này. Tầng đều đều nha. Còn rồi mình qua cây khác ha. Giấy này với ở Thái rất là đẹp ha. Bông giấy khác nè, một cây cũng bếp nè, cây đấy cũng khá là quái nữa chứ, nước Mỹ với Mỹ. Nghệ thuật ha. Tàn cũng đẹp đẹp, cụ đế quái. Cái này anh em thấy hai màu á, hai màu hơn chứ gì mà. Nhìn rất là đẹp ha, rất là nghệ thuật ha. Chú anh chị thích cái nào liên hệ với anh Phát ha. Cho bông đẹp ha. Thân lắc lượng, bông nó vàng thật ra nhìn đã.
biết cái gì luôn. Cái cây bông bông là cây gì anh Phát? Phát ơi, cái này cái bông gì vậy? Cái này cái gì vậy? Cái đó cây ngâu anh. À, ngâu hả? Ngâu Pháp á, cặp đôi luôn. Cái này ngâu Pháp hả? Giáng lông, cây già cây lắm hả? Dạ. Màu vàng, ngâu tướng già đó anh. Ngâu Pháp. Nhìn rất đẹp ha, ngâu Pháp. Rồi, bông giấy nè. Thân lắc lượng già cây. Dàn qua lầu. Ờ, cái này cũng ngon nè. Dàn quê lầu đẹp ha. 24, 24, 28 rồi. Cái này cao phải chứ chị bạn. Cái này cao. Thì cô chú gì thích luôn liên hệ ha. Rất là cao bự luôn. Rất là đẹp ha. Với một cái giấy bự cái bên luôn. Vì có mấy cây lục rừng nhỏ mini có bọc nha. Lục rừng dây trắng. Cao đẹp ha. À, lấy cặn cho cái xem bông. Cặp ha, nãy con cây nãy cái đầu cây thứ hai. Củ quái. Cái qua hai cây kia nữa ha. Dạ. Quay clip cái nha. Không. Em quay clip của anh Phát cái cây này cái. Rồi, em quay cho. Dạ được không? Dạ em quay được. Dạ em nói em quay clip. À vậy hả? Dạ, dạ. Lấy đi anh. Dạ. Giá thương lượng rồi chú gì bạn. Đi sắc pháo. Cẩm thạch hai ba lỗi nha. Quái quái. Rồi qua cái kia.
này cúc thừa hương thôi chị bạn. Nụ nhóc kìa này. Bông ha. Giấy này đó mình kết thúc theo cái gì bạn? Của anh Phát ha. Quay lại và cứ phơi giấy luôn thôi quý vị bạn. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mình sẽ mong giấy cho cô chú anh chị xem mà hợp nhãn cái nào thì liên hệ tiếp với anh Phát ha, để thỏa thuận giá ha. Rồi xin chào luôn cô chú anh chị các bạn ơi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip ha, để chia sẻ. Rồi xin trân trọng kính chào luôn. Rất đẹp ha.